Ok, phía trước mặt mình là một cây sơ ri. Cây sơ ri nó rất là lùn. Ok, mình đưa tay nè, mình hái trái nè. Đây, các bạn thấy không? Đấy, rớt xuống. Đó. Ok. Ở đây chúng ta có thể thấy hoa của nó nè. Đó. Ở phía dưới đây có một trái chuẩn bị chín. Đây, quả này chuẩn bị chín. Này ăn được rồi, chua chua ngọt ngọt. Chơi nó luôn, bứt nó. Không. Đây là hoa sơ ri ha. Ok. Cao lên đây chút xíu. Đây, lại thêm một quả nữa. Đây, chuyển nó qua, chuyển nó qua. Đó. Thấy không? Ok, mình hái nó luôn. Ok. Ở đây có hai quả xanh xanh. Đây, quả này ăn cũng được rồi, chơi nó luôn. Ok. Đây, cái thân cây này. Ồ, trong kia còn một trái nữa kìa. Đó, hái nó luôn. Thấy không? Mình hái nó luôn. Hái nó thôi. Đấy. Qua đây, qua đây, qua đây. Quả này ăn cũng được rồi. Đây, còn hơi xanh chút xíu, không sao. Bỏ luôn. Xanh thì nó giòn giòn. Kia coi, đằng kia còn nữa kìa. Ok. Cây này lớn ha. Bên đây có nó nè. Thấy nó luôn. Chính rồi. Đó. Ok. Cốc đồ to. Ok. Rồi. Cây sơ ri, hái sơ ri.